Xin chào anh chị, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác để có thể nâng cấp chuyển đổi dữ liệu lên Visa Mimosa 2022. Với chức năng này, có thể giúp cho khách hàng mang toàn bộ danh mục số dư chứng từ phần mềm visamimosa.net 2020 hoặc là visamimosa.net 2019 lên Visa Mimosa 2022 để nhanh chóng làm việc trên phần mềm mới. Anh chị sẽ thực hiện giúp em qua 3 bước như sau. Bước 1, chúng ta sẽ tải bộ cài. Bước 2, cài đặt phần mềm. Và bước 3 là nâng cấp chuyển đổi dữ liệu. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 1 tải bộ cài. Anh chị truy cập vào forum Visa theo link mà em để ở phần mô tả. Sau đó chọn giúp em bộ cài Visa Mimosa 2022 mới nhất. Tiếp theo thì anh chị chọn giúp em đường dẫn bộ cài. Với các máy tính chưa cài phần mềm Visa Mimosa 2020 thì anh chị sẽ nhấn vào đây. Còn với các máy tính mà đã cài phần mềm Visa Mimosa 2020 rồi thì anh chị chọn đường dẫn bộ cài ở đây. Đấy, như vậy là phần mềm đã thực hiện tải bộ cài của Visa Mimosa 2022 về máy tính của anh chị rồi. Và chúng ta sẽ đến với bước thứ hai là cài đặt phần mềm. Anh chị chọn vào bộ cài mà mình mới tải về để tiến hành cài đặt. Sau đó nhấn tiếp tục. Khi xuất hiện thỏa thuận về vấn đề bản quyền, anh chị đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng và tích chọn đồng ý. Nhấn tiếp tục. Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt là tại ổ C. Tuy nhiên thì anh chị có thể nhấn thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt nếu muốn. Và mình nhấn tiếp tục. Chọn hình thức cài đặt và ở đây thì mình sẽ thường chọn đầy đủ để cài đặt tất cả các thành phần hệ thống mang theo. Và nhấn cài đặt. Sau đó thì anh chị nhấn hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo cài đặt thành công. Tại đây thì anh chị nhấn đóng giúp em. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện bước 3, nâng cấp chuyển đổi dữ liệu. Việc nâng cấp chuyển đổi dữ liệu sẽ như thế nào trong 3 trường hợp sau? Trường hợp 1, khách hàng đã sử dụng phần mềm Visa Mimosa.net 2020, có giấy phép sử dụng còn hạn bảo hành. Trường hợp 2 là khách hàng sử dụng Visa Mimosa.net 2020, có giấy phép sử dụng hết hạn bảo hành. Và trường hợp thứ 3 là khách hàng chưa sử dụng Visa Mimosa.net 2020, nhưng có sử dụng phần mềm Visa Mimosa.net 2019. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện chuyển đổi dữ liệu trong trường hợp là khách hàng sử dụng Visa Mimosa.net 2020 có giấy phép sử dụng còn hạn bảo hành. Chọn dữ liệu kế toán để đăng nhập vào phần mềm mới. Với trường hợp giấy phép sử dụng còn hạn bảo hành, sau khi chuyển đổi thì chương trình sẽ lấy sang toàn bộ các chứng từ danh mục số dư lên phần mềm mới. Có thể nhập lại tên tệp cho dễ nhớ theo nhu cầu của đơn vị. Hoặc là chọn đường dẫn lưu trữ dữ liệu và nhấn đồng ý. Chương trình sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới và nhấn đồng ý. Trong trường hợp này thì chương trình cũng sẽ tự động mang giấy phép sử dụng còn hạn bảo hành lên đơn vị làm việc bình thường theo hạn giấy phép sử dụng. Về các chứng từ báo cáo đặc thù, chương trình cũng sẽ tự động chuyển từ phần mềm cũ lên, anh chị sẽ không cần phải sửa hay là phải tùy chỉnh lại. Trong trường hợp khách hàng sử dụng phần mềm Visa Mimosa.net 2020 có giấy phép sử dụng hết hạn bảo hành thì quy trình nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu như sau. Và tương tự như trường hợp vừa rồi, chọn dữ liệu kế toán để đăng nhập vào phần mềm mới. Sau khi chuyển đổi thì chương trình sẽ lấy sang toàn bộ các chứng từ danh mục số dư lên phần mềm mới. Có thể nhập lại tên tệp cho dễ nhớ theo nhu cầu của đơn vị. Hoặc là chọn đường dẫn lưu trữ dữ liệu. Chương trình sẽ tự động chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới và nhấn đồng ý. Trong trường hợp này thì giấy phép sử dụng hết hạn bảo hành cũng sẽ được chương trình tự động mang lên, cho phép khách hàng có thể dùng thử, in chứng từ, báo cáo. Tuy nhiên là khi in báo cáo hay là chứng từ thì sẽ có cái witness là phiên bản dùng thử. Và đặc biệt là mình cũng sẽ không được phép xuất khẩu hay là nộp báo cáo các kỳ tiếp theo. Với các chứng từ báo cáo đặc thù thì chương trình cũng sẽ tự động chuyển lên từ phần mềm cũ và anh chị sẽ không phải sửa hay là tùy chỉnh lại. Trong trường hợp khách hàng chưa từng sử dụng phần mềm Visa Mimosa.net 2020 có sử dụng phần mềm Visa Mimosa.net 2019 thì sẽ thực hiện các cái thao tác chuyển đổi như sau. Vào tệp,
chọn chuyển đổi dữ liệu lên Misa Mimosa 2022. Phần mềm đã tự động tích chọn chuyển đổi dữ liệu từ Misa Mimosa.net 2019. Khi chuyển đổi dữ liệu thì sẽ mang được toàn bộ danh mục số dư năm trước và các chứng từ cùng năm với năm của ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm Misa Mimosa.net 2019 lên Misa Mimosa 2022. Chọn dữ liệu kế toán cần chuyển đổi trên phần mềm Misa Mimosa.net 2019. Nhấn tiếp tục, chọn ngày bắt đầu hạch toán. Tại đây thì mình có thể đặt tên cho dữ liệu kế toán và chọn nơi lưu dữ liệu. Nhấn tiếp tục. Nhấn thực hiện. Chương trình sẽ kiểm tra và thông báo tự động kết chuyển nếu có tài khoản chưa được kết chuyển số dư cuối năm. Nhấn có để phần mềm tự động kết chuyển số dư tài khoản năm nay sang số dư tài khoản năm trước. Đồng thời, nếu có số dư năm nay thì số dư tài khoản năm nay đã được tự động chuyển về số dư của tài khoản năm trước. Nhấn đồng ý và chương trình tạo dữ liệu thành công. Nhấn đăng nhập để bắt đầu làm việc với dữ liệu kế toán vừa chuyển đổi. Tại màn hình đăng nhập thì anh chị thực hiện đăng nhập vào phần mềm. Trong trường hợp nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm Misa Mimosa.net 2019 thì chương trình sẽ tự động mang giấy phép sử dụng lên Misa Mimosa 2022. Và nếu giấy phép sử dụng còn hạn bảo hành thì anh chị cứ làm việc bình thường. Còn nếu giấy phép sử dụng hết hạn bảo hành thì mình sẽ làm việc ở chế độ dùng thử. Khi in báo cáo chứng từ thì sẽ có Wetmate là phiên bản dùng thử. Và mình cũng sẽ không xuất khẩu hay là nộp báo cáo cho các kỳ tiếp theo. Với các chứng từ báo cáo đặc thù thì mình sẽ phải sửa và tùy chỉnh lại mẫu theo nhu cầu sử dụng của đơn vị. Trên đây là quy trình nâng cấp chuyển đổi dữ liệu lên phần mềm Misa Mimosa 2022. Hy vọng là việc cải tiến nâng cấp chuyển đổi dữ liệu trên phần mềm Misa Mimosa 2022 sẽ giúp cho khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, công sức và mang lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.